Trường năm 1876, ngón tay lột xác. Tần Trần, một đầu hư thú mà thôi, làm sao hao tổn như thế lâu. Ma Lệ thân hình thoát một cái, nhìn Tần Trần trước người tiêu tán hư thú, chẹp chẹp miệng, cười nói: "Ngươi là để cho ta lần sau kích sát nhanh một chút." Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, "Vậy được, nếu không thì lần sau bản thiếu thấy có bao nhiêu hư thú, liền trực tiếp động thủ, đem toàn bộ hư thú đều chém giết thu lấy xong." Ách, Ma Lệ ngơ ngẩn, hận không thể cho mình một trường mẹ, để cho ngươi hèn hạ, không có việc gì nói cái gì cái này. Ma lệ cũng không tin tưởng lấy tần trần thực lực, liệp sát hư thú tốc độ có thể so với bản thân chậm hơn, trở về hắn nghiêm túc, bản thân vạn nhất không có cơ hội thôn vệ những. Này hư thú làm sao đây? Khái khái, ta không phải ý tứ này, những. Này hư thú chẳng qua là một ít tiểu nhân vật mà thôi, cái nào phải dùng tới ngài như thế phí tâm, giao cho ta xử lý là được. Ma lệ vội vàng giải thích, phải không, tần trần liếc nhìn hắn một cái. Đương nhiên, ma lệ vội vàng nói, có ta ở đây, ngài nghỉ ngơi là tốt rồi. Nói xong, không chờ tần trần mở miệng, ma lệ bỗng nhiên thấy một bên tạp bố lỗ khoanh chân thống khổ bộ dáng, thân hình thoát một cái, cũng đã xuất hiện tại tạp bố lỗ trước người, một bàn tay phút chốc va chạm vào tạp bố lỗ đầu trên. Vù vù, tạp bố lỗ chỉ cảm thấy nguyên bản đau nhức vô cùng linh hồn, lúc này bỗng nhiên có một cổ lực lượng đáng sợ thẩm thấu tới, chốc lát kia muốn hắn thống khổ bất kham ô nhiễm lực, cũng đã bị một cỗ lực lượng thu nhận quét hết sạch, đa tạ tiền bối, tạp bố lỗ vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, đồng thời thầm kinh hãi, khiến hắn cực thống khổ lực lượng, tại đây nhất vị diện tiền, lại như không có gì một dạng. Lần sau cũng đừng như thế lỗ mãng, ma lệ nhàn nhạt lời nói, sau đó nhìn về phía tần trần, cười nói, tần trần, chúng ta tiếp tục xuất phát. Đi thôi, tần trần thân hình thoát một cái, rơi vào tạp bố lỗ trên thân. Tạp bố lỗ không dám thở, mang theo ma lệ cùng tần trần lần thứ hai bay vút lên. Đi lên bay, Ma Lệ hướng về phía Tạp Bố Lỗ nói, "Tạp Bố Lỗ lần này không do dự nữa, vội vàng dựa theo Ma Lệ yêu cầu, bay lên trên lướt qua." Mới vừa không có bay bao lâu, gào thét, lại là nhất đạo tiếng giống giận vang lên, từ một bên trong sơn cốc, chợt giết ra tới đầu hư thú, lần này Tạp Bố Lỗ có kinh nghiệm, ở đó vài đầu hư thú giết ra tới nháy mắt, trực tiếp hướng sau tránh đi mặc cho Ma Lệ thẳng hướng những. "Này hư thú, những, này hư thú thực lực tuy mạnh, nhưng có lúc trước kinh nghiệm, Ma Lệ giết càng thêm thuận lợi." ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc này đầu hư thú cũng đã bị ma lệ đánh chết tại chỗ hóa thành hư vô mà tần trần cũng thuận tay thu thập hai đầu hư thú đối hư thú trên thân cấu tạo cũng hiểu càng thêm sâu sắc ha 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 đi ma lệ hưng phấn trở xuống tạp bố lỗ trên thân lần thứ hai hô đều như vậy tại tạp bố lỗ dưới sự hướng dẫn dọc theo đường đi tần trần bọn họ liên tục chém giết hư thú rất nhanh thì có vài chục đầu hư thú chết tại đó trong tay hai người thậm chí vùng này phụ cận hư thú bị tần trần cùng ma lệ đều thanh lý cái sạch sành xanh. Vù vù, một cổ kinh người khí tức, từ trên người ma lệ nháy mắt lan truyền ra. Đỉnh phong đại đế, ma lệ vẻ mặt hưng phấn. Trước đó hắn tại hấp thu hắc long hội tổng bộ khu vực trung tâm rất nhiều bảo vật sau, nay đã chạm tới đỉnh phong đại đế ngưỡng cửa, không nghĩ tới tại thôn vệ mấy chục con hư thú lực lượng sau, hắn lại trực tiếp bước vào tới đỉnh phong đại đế cảnh giới. Lúc này mới thôn vệ mấy chục con hư thú mà thôi, nếu là ta có thể đi thôn vệ mấy trăm đầu, mấy ngàn con, chẳng phải là có thể đi đạt đến đỉnh phong đại đế cực hạn, thậm chí chạm tới một cảnh giới. Đến khi đó, chờ ta gặp lại hắc long hội lão tổ, xem ta làm sao chừng trị hắn. Ma lệ ánh mắt lóe lên, nành ác ngoan lệ, trước đó bị hắc long hội lão tổ tại dưới con mắt mọi người truy sát, nhất định chính là hắn vô cùng nhục nhã, sao có thể đơn giản để xuống. Tần chân tiểu tử, tiếp tục xuất phát, chúng ta đem này hư giới dọn dẹp một lần. Trở lại tập bố lỗ phía sau lên, ma lệ hưng phấn nói. Ma lệ, không sai biệt lắm, chúng ta đã đem phụ cận đây hư thú dọn dẹp không ít, gây ra không nhỏ động tính, nữa như thế đi xuống, sợ là sẽ đưa tới này vạn thần chi khư trong thần đế cấp cường giả. Tần Trần ánh mắt lóe lên nói, hả, ma lệ ánh mắt hít một cái, nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi xa chân trời chỗ, mơ hồ ẩn giấu có từng cổ một khí tức, ở phía xa 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 xem chừng, hiển nhiên là phụ cận đây cường giả, đều bị trước đó ma lệ động tính hấp dẫn qua đến. Dù sao bọn họ kiêu căng như vậy, liên tiếp chém giết mấy chục con hư thú, tự nhiên sẽ đưa tới một ít cường giả chú ý. Những gia hỏa này dám dò xét bản ma, không bằng ta người xuất thủ, trực tiếp diệt những gia hỏa này. Ma lệ giọng điệu băng lãnh, ánh mắt thoáng qua một ít tàn nhẫn, một ít khí thức âm lãnh, từ trên người hắn tản mát, giống như ma thần hàng lâm làm cho phía dưới tạp bố lỗ run lẩy bẩy. Hả, tần trần nhướng mày, thủ trưởng kìm chế tại ma lệ trên vai, ma lệ, đủ, chúng ta ở chỗ này dây dưa thời gian đủ dài, còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngươi dám ngăn chờ ta, ma lệ ánh mắt băng lãnh, thẳng nhìn về phía tần trần, có hung lệ thoáng qua. Tần trần nhướng mày, một cái đánh tại ma lệ trên đầu, ngươi đang theo ai nói. Ngươi không cảm thấy ngươi trạng thái không đúng lắm sao, ta, ma lệ giật mình một cái, nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hắn ban nãy chỉ cảm thấy nội tâm bạo lệ vô cùng, không nhịn được nghĩ là toàn bộ ngăn cản mình cái gì cũng phá hoại, ngươi hẳn là trong khoảng thời gian ngắn thu nhận quá nhiều thâm huyên khí tức bị ảnh hưởng một ít tâm trí cái chỗ này thâm nguyên chi lực không đúng lắm trước đem những này thâm huyên khí tức triệt để luyện hóa mới là vương đạo tần trần truyền âm nhắc nhở nếu không ngươi căn cơ thì sẽ bất ổn ta vậy mà sẽ bị thâm huyên khí tức ảnh hưởng ma lệ cao mày phải biết trước đây đối mặt thâm nguyên cường giả thời điểm hắn đều không có bị ảnh hưởng đến tần trần cũng là ánh mắt phi ngưng hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này Nơi này thâm nguyên khí tức hẳn là không phải thuần túy thâm nguyên khí tức, mà là hỗn tạp một ít khác thuộc tính, cho nên mới ảnh hưởng đến ma lệ. Tần Trần như có điều suy nghĩ, nếu không lấy ma lệ thâm nguyên hoàng tộc thân phận, coi như là thu nhận nữa thêm thâm nguyên chi lực, thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn không chịu nổi, mà sẽ không bị can nhiễu quá nhiều. Đến chậm một chút, Tần Trần suy nghĩ, mà lúc này ma lệ cũng đã tỉnh ngộ lại, cảm kích mắt nhìn Tần Trần. Nghĩ đến bản thân ý chí một khi không tỉnh táo tạo thành hậu quả sau, không khỏi phía sau chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tần ma đầu vẫn là có bản lĩnh, đi thôi, tại tần trần hiệu lệnh dưới, tạp bố lỗ lúc này bay vút lên, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Vù vù, tại tần trần đám người nhanh chóng rời khỏi sau, nơi đây bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, nhìn xung quanh giống tuyết dấu hiệu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Các người thấy sao, lúc trước đó là, hư thú, mấy tên kia, dĩ nhiên chém giết vài đầu hư thú. Những này hư thú từng cái da dày thịt béo căn bản không có phá vỡ phòng ngự những da hỏa này có thể đơn giản phá vỡ những này hư thú phòng ngự đến cùng lấy ở đâu lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt bọn họ căn bản không dám tới gần sở dĩ cũng không thấy rõ ràng tần trần bọn họ khuôn mặt chỉ là mơ hồ cảm nhận đến một ít hình ảnh như nhau trong không nhịn được suy đoán không thôi bất quá một đầu bóng người to lớn ta ngược lại thật ra có chút quen mắt tựa hồ là tinh thú nhất tộc tạp bố lỗ Tần Trần cùng ma lệ khí thức bất phàm, tại lực lượng che đẩy phía dưới bọn họ không nhận ra hình dáng, khả tạp bố lỗ dù sao hình thể quá mức rõ ràng, vẫn bị một ít người mơ hồ nhận ra. Trong một tên thân ảnh mơ hồ cường giả ánh mắt lóe lên, trong tộc dường như từng có thông báo, tùy thời chú ý tinh thú nhất tộc tạp bố lỗ cùng một linh giới bà Sa La cùng với tu la tộc mạc thần đại thánh tung tích, nhược chi lúc trước tinh không cự thú thực sự là tạp bố lỗ, tin tức này nhất định phải truyền về tộc quần. Này một tên hắc ảnh cường giả rất nhanh xuất ra đưa tin lệnh bài, đem tin tức truyền lại trở lại. Lúc này, vạn thần chi khư chỗ sâu, một đôi cổ xưa đôi mắt, bỗng nhiên mở ra hắn hai mắt. Hả, có tạp bố lỗ tung tích, tại hư giới tầng cùng hai cái cường giả bí ẩn chính liệp sát hư thú. Này một đôi đồng tử vô cùng băng lãnh, trong rất nhiều bóng trồng trồng lên, giống như một mảnh đáng sợ thế giới tại luân hồi một dạng. Ô phong người này trước đó tại dung nham tinh thời điểm liền từng đưa tin qua, tinh không cự thú nhất tộc tạp bố lỗ từng cùng hắn cùng ngồi thủ qua dung nham tinh. Hôm nay, ô phong thân vẫn, này tạp bố lỗ vẫn còn còn sống, ô phong chết, vô cùng có khả năng cùng này tạp bố lỗ có liên hệ nào đó. Hắc ảnh thẳng đứng lên, một tiếng vang ầm ầm, hắn vùng thế giới này nháy mắt như là rơi vào vô tận hắc ám, hóa thành âm u khắp trôn thế giới. Với lại, dung nham tinh xem như vạn thần chi khư trong bí cảnh, mặc dù cũng không phải nhân vật hàng đầu, có thể vạn thần chi khư vạn vật làm một thể. Chính là năm đó vũ trụ hải tầng cao nhất những thứ kia cổ xưa thế gia tồn tại các bố trí xuống đặc thù chi địa, mặc dù là ta muốn mang đi dung nham tinh cũng không khả năng tạp bố lỗ bọn họ bất quá là đỉnh phong đại đế là làm sao mang đi dung nham tinh này trên người mấy người tuyệt đối có một cái đại bí mật một tiếng vang ầm ầm ảnh tộc tộc tổ trong lòng lóe ra sau một khắc sải bước ra hóa thành vô tận bóng mở thiên mạc trực tiếp dâng tới hư giới tầng chỗ hàng lâm đi hắn muốn biết rõ ràng đây hết thảy đến cùng chuyện gì vậy ầm um, lấy ảnh tộc tộc tổ thực lực tu vi cũng không lâu lắm hắn liền đã đi tới hư giới tầng chỗ. Tộc tổ, một tên hắc ảnh vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ. Hừm, bọn họ người đâu? Ảnh tộc tộc tổ lạnh như băng nói. Tộc tổ, thuộc hạ, thuộc hạ thất lạc, hắc ảnh có chút sợ hãi nói. Thất lạc, ảnh tộc tộc tổ ánh mắt băng lãnh, đem người biết tình báo nói cho ta biết, còn có mấy tên kia phương hướng rời đi. Rõ, hắc ảnh vội vàng đem trước đó bản thân dò thăm đồ đạc từ đầu chí cuối nói ra. Hô, ảnh tộc tộc tổ thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Mà ở ảnh tộc tộc tổ cố gắng truy tung tần trần một nhóm thời điểm. Tạp bố lỗ trên lưng, tần trần cũng là một mực thử bản thân thần lực cấu tạo. Vù vù, bỗng nhiên, cái kia trên ngón tay bỗng dưng tản mát ra nhất đạo làm người sợ hãi khí thức kinh khủng, để một bên ma lệ đều không khỏi run rẩy Hả, người ngón tay này, ma lệ thẳng nhìn lại, đồng tử co rụt lại, chương năm 1877, Đại Thiên Tài. Chỉ thấy Tần Trần trên ngón tay, oanh nhiễu một loại đặc biệt đại đạo khí tức, bên trong như là xảy ra một loại lột xác, tản mát ra khí tức, mơ hồ lại là để Ma Lệ đều cảm thấy một ít sợ hãi. Người đây là Ma Lệ đồng tử Thu Hẹp, lấy thực lực của hắn, tự nhiên một cái liền có thể cảm nhận được, Tần Trần trên ngón tay ở trên khí tức, cực bất phàm, giống như ngự chỉ tại hắn tầng cấp này trên. Khiến Ma Lệ làm sao không sợ, này một năng lượng cấu tạo thể, cuối cùng bị ta ngộ ra đến. Tần Trần nhìn mình cái ngón tay này Khóe miệng cũng là phát họa mỉm cười không dễ dàng a à, từ lúc trước đó nhìn thấy hư thú cấu tạo sau tần trần liên tục tiến hành thử nghiệm tiến hành lý giải tại thử nghiệm nhiều như vậy thời gian sau mới cuối cùng đem bản thân cái ngón tay này diễn hóa thành hư thú cấu tạo thể tại cái ngón tay này diễn hóa thành công nháy mắt tần trần ngay lập tức sẽ cảm thụ được bản thân cái ngón tay này giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể trong nháy mắt lại dẫn động này hư dưới tầng khủng bố thiên địa chi lực tạo thành trước đó chưa từng có uy lực Quả nhiên tương tự năng lượng cường độ, nếu như cấu thành bất đồng năng lượng cấu tạo, tạo thành uy lực cũng sẽ có điều bất đồng. Tần Trần nói nhìn về phía Ma Lệ, "Ma Lệ, thử một lần ta trên ngón tay uy lực." Giọng nói rơi xuống, Tần Trần không đợi Ma Lệ mở miệng, bỗng nhiên nhất chỉ hướng về phía Ma Lệ điểm tới. "Hả?" Ma Lệ trong lòng giật mình, suy một tiếng, chỉ thấy Tần Trần trên ngón tay chỗ đi qua, hư không trực tiếp xuất hiện nhất đạo vô hình sóng gợn này vạn thần chi khư hư không đều ở đây nhất chỉ phía dưới rung động, giống như tùy thời đều muốn phá tan đến. Tốt huy lực đáng sợ, ma lệ trong lòng cả kinh, lập tức ngang tay trước người, cố gắng ngăn trở tần trần một chỉ này, hai người thân xác tiếp xúc, chỉ nghe phốc một tiếng, tần trần cái ngón tay này, lại là cứng rắn xuyên thủng ma lệ cánh tay, đâm vào hắn thân xác trong. Tại tần trần một chỉ này dưới, ma lệ thân xác tự như cùng nóng đau trước mỡ bò một dạng, căn bản không có thể một kích, vô lực ngăn trở. Cái gì, ma lệ ngạc nhiên giật mình cần biết hắn hôm nay thân xác lúc trước liền Hắc long hội lão tổ công kích đều có thể ngắn ngủi ngăn cản có thể tại tần trần công kích dưới dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự đây quả thực là thần đế cấp công kích cùng Hắc long hội lão tổ mới vừa giao thủ qua ma lệ trong nháy mắt liền cảm nhận đến tần trần một chỉ này công kích tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc lấy đỉnh phong đại đế tu vi thì triển ra thần đế cấp công kích đây quả thực ma lệ ngẩn người quả thực cũng không biết nên nói cái gì tốt. Mà phía dưới, tạp bố lỗ lại là cả người lông tơ dựng thẳng lên, thở mạnh cũng không dám xuống. Lúc trước tần trần một kích dưới, rõ ràng đối tượng công kích không phải hắn, nhưng hắn lại có loại thân xác đều muốn tại chỗ yên diệt ảo giác. Tính, đại lão giao thủ, ta vẫn là làm như không thấy. Tạp bố lỗ cúi đầu, chỉ lo bay về phía trước lướt. Tần trần, người ngón tay này đến cùng, ma lệ có chút sợ hãi nhìn tần trần có thể đi đơn giản chọc xuyên bản thân thân xác ngón tay hư thú cấu tạo tân trần nhàn nhạt nói hư thú cấu tạo ma lệ mê hoặc không sai tân trần cười trước người thôn vệ như vậy nhiều hư thú chẳng lẽ cũng không hiếu kỳ những này hư thú rõ ràng cảnh giới cũng không làm sao cao siêu nhưng vì sao lực phòng ngự lại kinh người như vậy sao chính là bởi vì bọn chúng kết cấu đặc biệt chỉ cần có thể đem những thứ này hư thú ngưng luyện năng lượng cấu tạo nắm giữ lại chuyển hóa thành thuộc về chính mình đồ đạc như vậy tự nhiên cũng liền có thể ở không tăng cảnh giới tình huống tăng lên rất nhiều thực lực mình. Dù sao, trừ cảnh giới cùng tu vi ở ngoài, thực lực đề thăng, cũng còn rất nhiều khác con đường. Tần Trần cười giải thích, ma lệ mộng, cái quỷ gì, hắn cảm nhận mình một chút thân thể, bởi vì lúc trước thôn vệ hư thú trong cơ thể thâm uyên khí tức duyên cớ làm cho hắn vừa mới cũng bước vào tới đỉnh phong đại đế cảnh giới, nhưng đối so lên Tần Trần đề thăng, ma lệ nháy mắt cảm thấy lại không thơm. Bản thân đánh sinh đánh tử, mới đề thăng như thế điểm, Tần Trần chỉ là nhìn một chút hư thú cấu tạo, liền đề thăng nhiều như vậy. Còn là người sao, này hư thú cấu tạo có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Ma lệ không nhịn được hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Tân trần cười cười, chỉ thấy hắn chủ động tán đi bản thân trên ngón tay. Dầm, Tân trần trên ngón tay trong sát na liền hóa thành tỷ tỷ căn năng lượng sợi tơ. Rất nhiều năng lượng sợi tơ ở trong hư không liên tục ngọa nguệ. Mỗi một cái năng lượng sợi tơ trong lại đều ẩn chứa một loại đặc thù đại đạo khí tức. Rất nhiều đại đạo khí tức chừng hơn ức sợi tơ đường liên tục dung hợp, cuối cùng lại tạo thành tần trần một ngón tay. Nhiều như vậy đại đạo khí tức, như thế phức tạp thần lực cấu tạo, ma lệ chấn động, lấy hắn thực lực bây giờ, đại đế bản nguyên hóa thân tỷ tỷ, tự nhiên cũng không phải cái gì việc khó, có thể mấu chốt là phải đem những thứ này bản nguyên đại đạo dung hợp lại, tạo thành một cái kết cấu đặc biệt thể, tuyệt không phải đơn giản thì có khả năng làm đến. Ta tới thử xem, ma lệ đưa ra một ngón tay, dầm một tiếng, ngón tay nháy mắt vỡ ra, tan thành rất nhiều tinh thuần bản nguyên, những này bản nguyên liên tục phân liệt, một nghìn, một vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Ước chừng tản mát thành gần ước căn đại đạo sợi tơ, ma lệ mới dừng lại. Thật đáng sợ linh hồn gánh nặng, ma lệ cảm thụ được to lớn cực cật lực, đồng thời trên sự khống chế ước căn đại đạo sợi tơ, đối linh hồn vô cùng phức tạp to lớn. Mặc dù là lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, cũng chỉ là có thể đi miễn cưỡng khống chế. Huống chi còn muốn là những sợi tơ này tạo thành một cái hoàn chỉnh cấu tạo, sợ là chỉ có một ít chân chính đỉnh cấp thần thể sợ là mới có thể hoàn mỹ không chế bằng vào ta linh hồn cùng tinh thần ý chí cộng thêm đại đế bản nguyên trưởng khống những này đại đạo sợi tơ đều cảm giác được áp lực càng không cần phải nói là cấu thành cấu tạo này tần trần là làm sao làm đến ma lệ hít sâu một hơi nhìn tần trần có chút khó có thể tin này ma lệ ngược lại có bản lĩnh tần trần nhìn ma lệ ngón tay nhưng cũng ánh mắt lóe lên không thể không nói này ma lệ mô phỏng theo năng lực vẫn là rất mạnh. Ao ao, tại tần trần tận lực dưới sự thúc dục trên ngón tay của hắn tỷ tỷ đại đạo sợi tơ nhanh chóng diễn hóa, cuối cùng tạo thành một căn hoàn chỉnh ngón tay. Người cũng thử xem, tần trần hướng về phía ma lệ nói. Ma lệ cũng học tần trần bắt đầu thử nghiệm, chỉ là dù cho hắn cố gắng như thế nào, đều chỉ có thể đi thao túng nhiều nhất tiếp cận một nửa đại đạo sợi tơ, còn lại đại đạo sợi tơ bởi vì linh hồn lực cực điểm phân tán, căn bản không rất được khống chế. Mẹ, chẳng lẽ ta thiên tư thật so với cái này tần ma đầu phải kém. Ma lệ sắc mặt khó coi, trong lòng không cam chịu. Hắn cắn răng, là linh hồn lực thôi động đến mức tận cùng, cố gắng trưởng khống những. Này đại đạo sợi tơ, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thành công. Lợi hại, này ma lệ cũng không phải là hoàn mỹ đại đạo thần thể, thân xác cũng không có bị cao duy cải tạo, trưởng khống đại đạo bản nguyên cũng không như ta nhiều, dĩ nhiên nhìn một lần sau, thì có ta một chút một trong đại đạo sợi tơ trưởng khống lực không hổ là thâm nguyên hoàng tộc. Một bên, tần trần cũng là không nhịn được thán phục. Để này ma lệ tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này cùng mình tu vi tại cùng một cảnh giới thời điểm, chẳng phải là có thể có bản thân một chút một trong thực lực. Sách sách, tần trần cảm thán, không hổ là theo vũ trụ hải lang bạt đi ra cường đại nhất thiên kiêu, thâm nguyên nhất tộc hoàng giả. Thế mà, bị tần trần như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, ma lệ cũng là bộc phát khó xử. Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Thật, người không nhất định phải muốn dựa theo ta phương pháp ngưng luyện như vậy cấu tạo, những này cấu tạo chính là ta từ trên người hư thú lĩnh ngộ, mà trước đó những hư thú đó bản chất, lại là chúng nó trong cơ thể thâm uyên khí tức, ngươi là thâm uyên hoàng tộc, ngươi chỉ cần dựa theo bên trong cơ thể ngươi thâm uyên bản nguyên bản năng, đi trưởng khống những. Này đại đạo sợi tơ, có lẽ thì có khả năng đạt đến một loại khác hiệu quả. Tần trần truyền âm cho ma lệ, thâm nguyên bản năng, ma lệ trong lòng hơi động, đây cũng là một cách làm, hắn phóng không tâm linh, không còn đi học tập tần trần vậy trưởng khống nhiều như vậy đại đạo sợi tơ, mà là dùng trong cơ thể thâm nguyên bản năng, đi ảnh hưởng những sợi tơ này. Sau một khắc, để ma lệ khó có thể tin một màn xảy ra. Dầm, trên ngón tay của hắn chia ra tới rất nhiều đại đạo sợi tơ, lại là giống như là có sinh mệnh, không tự chủ được dung hợp lại. Hả, tần trần đồng tử co rụt lại, này đại đạo cấu tạo, quả nhiên cùng thâm nguyên nhất tộc có liên quan. Tần trần trong lòng hơi động, trước hắn cho này ma lệ sao một cái ý niệm, thật cũng là một loại thí nghiệm, một loại suy đoán. Mà ma lệ hiện tại biến hóa, ngay lập tức sẽ nghiệm chứng trong lòng hắn một loại suy đoán. Xôn sao, trong sát na, ma lệ ngón tay dung hợp thành hình, lúc này hắn, hơn ước đại đạo sợi tơ hợp nhất, trên ngón tay vẻn vẹn dọc tải vậy một cách tự nhiên ảnh hưởng xung quanh thiên địa, xung quanh minh mông phạm vi quy tắc, đều tự nhiên lấy ma lệ trên ngón tay làm trung tâm bắt đầu vận chuyển, xung quanh trong hư không khác quy tắc chi lực, đều tự nhiên bắt đầu tránh lui. Ta đây là, thần đế nhất chỉ cũng thành, ma lệ trợn to hai mắt, thần sắc kích động, mỗi một vị thần đế nắm giữ tuyệt đối đại đạo thần thông, chỗ hàng lâm chi địa, vũ trụ hải bản nguyên đại đạo tránh lui, có thể hình thành thần đế bản thân chỗ độc hữu quy tắc lĩnh vực. Trước đó ma lệ còn không cách nào làm đến điểm này, nhưng bây giờ hắn trên ngón tay thành hình sau, quá mức khủng bố ngón tay lại cũng làm cho chung quanh quy tắc cải biến. Không thể tưởng tượng nổi, để cho ma lệ thán phục là, hắn căn cứ thâm nguyên bản nguyên không tự chủ được dung hợp ngón tay giống như những ngư thú đó một dạng cũng không có bất kỳ thâm nguyên khí tức tản mát đi ra căn bản không nhìn ra đây là thụ đến thâm nguyên bản nguyên ảnh hưởng mới ngưng luyện ra như vậy công kích coi như là thi triển ra đi này vũ trụ hải cường giả cũng sẽ không phát hiện hắn và thâm nguyên nhất tộc có liên quan ha 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 tần trần tiểu tử ta thật đúng là một đại thiên tài ma lệ kích động ánh mắt lóe lên nếu trên ngón tay thì có khả năng chuyển hóa nếu ta có thể đem toàn bộ thân xác chuyển hóa, vậy ta thực lực. Ma lệ cơ hồ không dám tưởng tượng, xôn sao, hắn lúc này dẫn động trong cơ thể thâm nguyên bản nguyên, muốn lệnh mình toàn bộ thân xác cũng bắt đầu dựa theo cái này cấu tạo biến hóa. Tần Trần cười cười, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu chuyển hóa bản thân đại đế thân thể. Dù sao sạch một ngón tay còn không quá đủ, nhưng vào lúc này, Tần Trần thẳng ngẩng đầu, cao mày nhìn về phía nơi xa chân trời. chương năm 1878, ngươi là hung thủ, chỉ thấy nơi xa phía chân trời, một luồng khí thức kinh khủng cấp tốc tới gần ở đây, hơn nữa lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ hướng về tần trần một đoàn người bay lượn mà đến. Khí thức như thế, là thần đế, tần trần con người co rụt lại, nhưng mình tại cái này vạn thần chi khư tựa hồ không chiêu chọc địch nhân gì a à? Không đúng, ra hỏa này chọc một cái, tần trần quay đầu nhìn về phía ma lệ, tần trần ngươi ánh mắt này là có ý gì, ma lệ lập tức giơ chân, bây giờ hắn cũng cảm nhận được nơi xa cái kia một cỗ cấp tốc ép tới gần khí thức khủng bố, vội vàng nói cái kia hắc long hội lão tổ không phải ngươi trước tiên trêu chọc sao. Ta bất quá là thay ngươi cõng nồi mà thôi, không phải hắc long hội lão tổ. Tần Trần vừa muốn nói gì, có thể thông qua xa xa vận mệnh chi lực cảm giác, Tần Trần mơ hồ cảm nhận được nơi xa cỗ khí thức kia, cũng không phải là hắc long hội lão tổ khí thức, mà là một cỗ có chút xa lạ khí thức cường đại. Mình tại vạn thần chi khư, tựa hồ không có đắc tội cái gì thần đế a. À thôi bực này tốc độ đối phương đã phát hiện chúng ta sợ là không kịp tránh né tần trần ánh mắt lạnh lẽo đối phương bây giờ mặc dù vẫn như cố cách cực xa khoảng cách nhưng đối với một vị thần đế mà nói ngắn như vậy khoảng cách cũng không tính cái gì thời gian cực ngắn bên trong liền có thể buông xuống đương nhiên mình nếu là cưỡng ép muốn trốn chưa hẳn không hề rời đi khả năng thế nhưng cũng chỉ là độc thân mà thôi bây giờ chính mình mang theo ma lệ cùng tập blue ma lệ còn tốt lấy tập blue thực lực trừ phi đem hắn thu vào hỗn độn thế giới, bằng không mang theo một gia hỏa như thế muốn trốn thoát một cái thần đế truy sát, độ khó tuyệt đối tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Oanh, mà một cổ sức mạnh này, nhưng là lấy kinh người cấp tốc, trong nháy mắt lan tràn mà đến, muốn buông xuống thế giới này. Nhưng tại cái này vạn thần chi khư, tần trần cũng không dám bại lộ quá nhiều, cho nên hắn cũng mất chắc chắn. Cũng may phía trước vừa ngưng luyện ra thần đế nhất chỉ, tần trần cũng nhiều mấy phần lòng tin. Hy vọng cái này một tôn cường giả, không có ác ý. Tần Trần Yên lặng nói, ngay sau đó truyền âm cho ma lệ, ma lệ, lát nữa nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Động thủ, một bên cảm giác nơi xa khí tức buông xuống ma lệ một cái giật mình, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hô, mà tại Tần Trần ngẩng đầu trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hàng lâm xuống, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lâm vào trong hắc ám vô tận, giống như từ ban ngày trong khoảnh khắc tiến vào đêm tối. Một luồng khí tức kinh khủng bao phủ lại bốn phía thế giới vô tận, này khí thức khủng bố, giống như toàn bộ thế giới trong nháy mắt tiến vào tận thế đồng dạng. Quả nhiên là Tạp Blue, thần, thần đế cường giả, Tạp Blue lúc này mới phát hiện bốn phía đáng sợ biến hóa, kinh hãi ngẩng đầu nhìn phía trước thân ảnh, chỉ cảm thấy thể nội bản nguyên vận chuyển đều trở nên ngưng trệ, tựa như dòng nước trong nháy mắt kết thành băng, không cách nào chuyển động. Tạp Blue, ta ảnh tộc von Fram phong đại thánh đâu? Thân ảnh này khóa chặt Tạp Blue, lạnh lùng mở miệng, trước người cùng hắn cùng nhau tại dung nham tinh ngồi chờ hỏa linh tinh châu bây giờ ta ảnh tộc Von Fram phong đại thánh bỏ mình đạo tiêu tan, mà ngươi lại còn sống, hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Oanh, kèm theo thân ảnh này âm thanh khủng bố, một đạo khí thức đáng sợ đột nhiên bao phủ ra, hóa thành nguy nga đại dương minh mông, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, giữa thiên địa, vô số quỷ dị cái bóng mông lung hiện lên, giống như hóa thành hư ảnh quốc độ. Ngươi là, ảnh tộc tộc tổ, tạp lưu hãi nhiên lên tiếng, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Ảnh tộc tộc tổ vì Von Fram phong đại thánh chết, vậy mà tự mình buông xuống vạn thần chi khư, hơn nữa truy sát đến hư dưới tầng, không tốt, đại nhân hắn. Dựa vào, không phải tìm chính mình, mà là tìm tần ma đầu. Cái này tần ma đầu lúc nào lại đắc tội cái gì ảnh tộc tộc tổ. Nghe đối phương, tựa hồ là đang cái nào đó bảo địa giết cái này ảnh tộc cái gì Von Fram phong đại thánh. Mẹ nó, dọa chính mình kêu to một tiếng, tần trần nhíu mày nhìn phía trước thân ảnh, cũng là không nghĩ tới, người tới lại là ảnh tộc người. Tại tần trần cùng trong cơ thể của ma lệ, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nội liếm khí thức cường đại, rõ ràng đối phương vẻn vẹn đỉnh phong đại đế tu vi, nhưng lại quỷ dị cho hắn một loại không hiểu cảm giác. Hơn nữa, tạp blue cung kính thần sắc, cũng làm cho ảnh tộc tộc tổ cảm thấy có cái gì không đúng. Tinh không hoang thú nhất tộc, tự cho mình siêu phàm, thẻ này blue cũng là đỉnh phong đại đế tu vi, bây giờ cũng là bị hai người này dẫm ở dưới chân, xem như là tòa kỵ đồng dạng, trên người hai người này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hai vị, ta tộc Von Fram phong đại thánh, phải chăng cho các ngươi giết chết? Cái kia dung nham tinh phải chăng cũng vì các ngươi cướp đi? Oanh, một đạo đáng sợ sát ý, từ ảnh tộc tộc tổ thể nội bỗng dưng bao phủ mà ra, trong nháy mắt khóa chặt tần trần cùng ma lệ. Ma lệ một bên khoát tay, một bên lui lại, dựa vào, tần ma đầu gây họa, dựa vào cái gì để cho tự mình tới khiêng. Còn có kia cái gì dung nham tinh, tần ma đầu căn bản là không có nói với hắn, chỗ tốt không ăn được, còn nghĩ để cho hắn đi cõng nổi, nói đùa cái gì. Hắn ma lệ là loại kia chỉ có thể cõng nổi người sao? Mặc dù ma lệ vì che giấu mình, tận lực biến ảo một chút bộ dáng cùng khí tức, thế nhưng chỉ là lừa gạt lừa gạt những thứ khác đỉnh phong đại đế mà thôi, ảnh tộc tộc tổ phía trước từng chứng kiến ma lệ một chút hình ảnh, bây giờ ma lệ muốn thoát ly chiến trường, bị đối phương cưỡng ép chú ý phía dưới, lập tức liền hấp dẫn chú ý của hắn, ngược lại là đem chính mình phá tan lộ. Cái gì từ Hắc Long hội lão tổ trong tay đào thoát? Ma lệ sắc mặt khó coi, "Ngươi, ngươi nhận lầm, sẽ không sai, chính là ngươi." Ảnh tộc tộc tổ trên thân tản mát khí tức đáng sợ, trong nháy mắt khóa chặt Ma lệ, "Đúng rồi, ta hiểu rồi, khó trách ta tộc Von Fram phong đại thánh sẽ dễ dàng như thế liền vẫn lạc tại dung nham tinh chỗ." Hắn trong mắt có sát ý nở rộ, "Von Fram gió hắn tu vi mặc dù không kém, nhưng tắc hạ lại là có thể từ Hắc Long hội lão tổ trong tay chạy trốn tồn tại, lấy đỉnh phong đại đế tu vi, có thể chạy ra thần đế truy sát." Von Fram phong đại thánh hắn chết không oan. Như vậy nhìn tới, cái kia dung nham tinh cũng là bị ngươi bắt đi. Ảnh tộc tộc tổ trên thân trong nháy mắt bạo phát đi ra vô tận trọng trọng bóng đen, bóng đen tràn ngập, giống như màn trời, đem thiên địa này trong nháy mắt bao phủ, một mực khóa chặt ma lệ chỗ, ngược lại là không nhìn một bên tần trần cùng tạp blue. Ma lệ ta, hắn há to mồm, cả người đều mộng, cái quỷ gì, chính mình gì cũng không làm, như thế nào cái này ảnh tộc tộc tổ lập tức nhất định hung thủ là hắn vị tiền bối này, người sai lầm, ta thật sự không biết cái gì Von Fram phong đại thánh. Ma lệ vội vàng muốn giảng giải, ảnh tộc tộc tổ giận quá mà cười, đã ngươi không thừa nhận, tốt lắm, chỉ cần bắt ngươi, chân tướng hết thảy liền cũng biết. Tiếng nói rơi xuống, ảnh tộc tộc tổ bỗng dưng ra tay rồi. Ông, hư không chợt kích động, ân, tần trần cảm nhận được, tại cái này hư dưới tầng, một loại nào đó không biết pháp tác bản nguyên bị khiêu động. Từng đạo bóng người màu đen đột nhiên hiện lên thiên địa, những thứ này bóng người màu đen giống như từng cái dây thường dài, trong nháy mắt bạo cuốn mà ra, rầm rầm, bóng đen từ trong hư không ngoài ra vị diện buông xuống, những cái bóng này đầu có rậm rạp chẳng chịt bí văn, bí văn lưu truyền, uy lực kinh khủng, giống như là hóa thành lồng giam, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh ma lệ. Trong chốc lát, ma lệ bên người hư không bắt đầu mơ hồ, không gian vặn vẹo, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều giống như xảy ra một chút ba động. Bị đáng sợ thần đế sức mạnh bao phủ, răng rắc một tiếng, trên thân ma lệ trong nháy mắt liền xuất hiện vết dạn hắn chửi ầm lên, cả người đều nhanh điên rồi. Vũ trụ này hải thần đế đều không đầu óc sao, chính mình giống như hung thủ sao, nhưng hắn giờ phút này đã không lo được chửi bậy, chương năm 1879, chiếu cố vợ con. ầm ầm ma lệ cả người giống như là một cái cá mòi, bị trong nháy mắt áp chế ở một cái cao áp trong bình. Trước mắt khắp nơi đều là thước tha hư ảnh, đã mất đi đối với trí cao quy tắc cảm giác. Ảnh thiên thế giới, một loại mặc người chém giết cảm giác, trong nháy mắt quanh quẩn ma lệ não hải, đáng sợ ảnh giới chi lực, không ngừng quanh quẩn mà đến. Đáng chết, phá, ma lệ gầm lên giận dữ, thể nội bản nguyên khí hơi thở chợt bộc phát. Lại không phản kháng, chính mình liền thật muốn dừng bóng. Ma lệ đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt toàn bộ quán thâu đến chính mình tay phải trên ngón tay, hướng về phía bốn phía hư không chính là bỗng nhiên đâm tới. Đừng hoang phí sức lực, tại bản tổ ảnh thiên dưới thế giới, người một nho nhỏ đỉnh phong đại đế. Cái gì, ngoại giới cường đại hư giới tầng sức mạnh trong nháy mắt chút xuống, tràn ngập thế giới này. Hô, thừa dịp ảnh thiên thế giới phá vỡ trong nháy mắt, ma lệ vội vàng phóng lên trời, trong nháy mắt lơ lửng trên không, sắc mặt có kinh sợ và tức giận. Kém chút, kém chút hắn dựa sát nói, còn tốt lúc trước hắn tại tần trần dưới sự giúp đỡ đã luyện thành thần đế nhất chỉ, bằng không lúc trước thật muốn bị nhốt rồi hắn liền phiền toái. Tần Trần nhíu mày, ngươi không phải nói không biết chúng ta sao? Ma Lệ, nhất kích như thế, ảnh tộc tộc tổ nhìn xem Ma Lệ ngón tay, cảm giác Ma Lệ lúc trước phá vỡ chính mình ảnh thiên thế giới nhất kích, ánh mắt thời gian dần qua sáng lên. Lợi hại, lúc trước cái này kích, có thể phá vỡ bản tổ ảnh thiên thế giới, không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ, lấy đỉnh phong đại đế tu vi, có thể thi triển ra khủng bố như thế nhất kích, trên người của ngươi tuyệt đối có bí mật, ta hiểu rồi phía trước ngươi chính là dùng một chiêu này, đánh chết tộc ta Von Fram phong đại thánh, đến mức hắn đều không cách nào truyền lại tín hiệu cầu viện hồi tộc bên trong, xem ra chính là như thế. Ảnh tộc tộc tổ ánh mắt nheo lại, khủng bố như thế nhất kích, đích xác có thể để cho Von Fram phong đại thánh nhất kích mất mạng, thậm chí để cho hắn không cách nào truyền ra ngoài tin tức, người còn nói giết chết Von Fram gió không phải ngươi. Ầm ầm, kinh hãi là ma lệ thực lực, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, vui chính là, tại như thế một tôn sâu kiến trên thân, lại vẫn có thể phát hiện kinh người như thế bí mật, có thể để cho Đỉnh Phong đại đế nắm giữ phá vỡ hắn ảnh thiên thế giới sức mạnh, nếu như bí mật này để cho hắn biết được, nói không chừng đối với hắn cũng có không tiểu ích lợi. Mặc kệ chính mình làm cái gì, đều sẽ bị đối phương cho rằng là mình giết Von Fram phong đại thánh, loại này biệt khuất, để cho hắn làm sao có thể chịu đựng. A, à, ngươi lại nhận biết chúng ta. Tần Trần cười, mà lệ sắc mặt khó coi nói, Tần Trần, ta sai rồi, ta phía trước không nên vì tự vệ vứt bỏ ngươi ta bây giờ phát hiện, vũ trụ này hải cường giả cũng là một đám không có đầu óc đồ vật, đều nói ra thành tinh, ra hỏa này lớn tuổi như vậy, đầu óc đều tu luyện đến trong bụng chó đi. Ân, tần trần nghe vậy, lại là trong lòng hơi động, mặc kệ là ảnh tộc tộc tổ, vẫn là hắc long hội lão tổ, có thể trở thành một phương cử phách, tộc đàn thủy tổ một dạng người, làm sao là một chút cũng người không có đầu óc. Chỉ khi nào gặp phải ma lệ cùng mình, giống như mặc kệ nồi gì đều biết không hiểu thấu rơi xuống ma lệ trên đầu đi nếu như là một lần hai lần cái kia còn có thể sử dụng trùng hợp để giải thích nhưng ba lần bốn lần thậm chí nhiều hơn vậy thì có chút không được bình thường tần trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời minh mông trí cao quy tắc trong lòng đột nhiên khẽ động trí cao pháp tắc sao vẫn là vận mệnh nhân quả quấy nhiễu tại chính mình cùng ma lệ ở giữa tất cả hoa đều biết không hiểu rơi vào trên thân ma lệ đây tuyệt đối là một loại nào đó lực lượng vô danh quấy nhiễu thiên địa vận chuyển quấy nhiễu vận mệnh di động. Vận mệnh quy tắc, lại vẫn có thể dùng như vậy. Khó lường huyền diệu, thâm bất khả chắc, mà mẹ nó, đây là, đột phá, gì tình huống, ma lệ đều mộng, tần trần gia hỏa này tại sao lại đột phá. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như đột phá bộ dáng rất lợi hại. Tần trần nhìn xem ma lệ, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí than nhẹ, sự cường đại của nó, thậm chí có thể quấy giày thiên địa vận chuyển, quấy nhiễu thần đế tâm trí, lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác sức mạnh ảnh hưởng thần đế, cũng không bị phát giác. Vận mệnh đại đạo, dung hợp, cùng tần trần tự thân khác đỉnh cấp đại đạo kết hợp lại với nhau, hoàn mỹ phù hợp. Ân, vận mệnh khí tức, nàng nhìn về phía nơi xa, hư giới tầng chỗ, có một cỗ cường đại vận mệnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, là ai? Bất kể là ai, tiến đến nhìn qua liền biết, hô, ma lệ bị tần trần thành khẩn ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người lại làm mộng. Cảm giác tần trần trên người đại đạo khí tức, dường như nghĩ tới điều gì, mà lệ miệng há lớn hơn, nếu như là bởi vì cái này, cái kia. Hắn một trái tim không hiểu chìm xuống dưới, càng trầm càng sâu, tựa như thiên địa này lập tức đã mất đi màu sắc, cũng lại không nhìn thấy nửa điểm quang minh. Cùng nhau đi tới, hắn quá khó khăn, khổ gì chưa ăn qua, máu gì không có chảy qua. Vận mệnh chi đảo ảnh tộc tộc tổ nhíu mày nhìn về phía một bên Tần Trần, ngươi, ngươi là thiên tộc. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tần Trần đạm nhiên nhìn xem ảnh tộc tộc tổ Hư, xem ở ngươi là thiên tộc phân thượng, tiểu tử ngươi có thể đi." Ảnh tộc tộc tổ trầm giọng nói, "Thiên tộc là biển vũ trụ một cái bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội." "Vậy bọn họ đâu?" Tần Trần hơi sững sờ, mấu chốt nhất là trên người hai người này có hắn muốn có được bí mật. Nghe vậy, Ma Lệ Tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, đối phương vậy mà để cho Tần Ma đầu đi. Bởi như vậy, đây chẳng phải là cần chính mình tự mình đối mặt cái này ảnh tộc tộc tổ Vốn là ma lệ đúng đúng kháng ảnh tộc tộc tổ còn có 10 phần hy vọng, dù sao có tần ma đầu bồi tiếp chính mình, nhưng bây giờ, hắn tâm lại là triệt để chìm xuống dưới. Ánh mắt cũng thời gian dần qua trở nên dữ tợn, tần ma đầu, nếu ta chết trận, hy vọng ngươi có thể thiện đãi hồng nhan đại nhân, chiếu cố tốt con của ta. Ma lệ hướng về phía tần trần nói câu, chính là quay đầu nhìn về phía ảnh tộc tộc tổ, oanh, một cỗ đáng sợ hung ác khí tức từ trong thân thể của hắn bỗng dưng phóng lên trời, chiến ý sôi trào. Liều mạng, cùng lắm thì chết mà thôi nhưng mà đúng vào lúc này một thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên chương năm nghìn ảnh hỏa tần trần nói lại nói từng cái nho nhỏ ảnh tộc tộc tổ đáng giá chạy sao ma lệ đương nhiên tần trần mắt nhìn ma lệ quan trọng nhất là nếu như ngươi chết ai tới thay ta cõng nồi ma lệ đối diện ảnh tộc tộc tổ sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống không đi khóe miệng của hắn phát họa băng lãnh vậy sẽ phải có chết chuẩn bị ảnh hỏa oanh giống như hư hại u ám thế giới bây giờ có một chút đen như mực ám u ảnh hỏa trong hư không chậm rãi lan tràn ra cái này u ám hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ hướng tần trần mấy người phảng phất từ trong cái bóng xuất hiện đồng dạng căn bản tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được đăng một chút đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập bên trên tần trần cùng ma lệ thân thể mà cái kia tạp lu sớm đã dọa đến trốn ở xó sình nhưng đồng dạng có bóng hỏa tràn ngập bên trên thân thể của nó biển chết chi lực, tần trần nhìn xem những cái kia u ám cái bóng hỏa diễm, thể nội một đạo đáng sợ hắc sắc hải dương lan tràn ra, tràn ngập ở chính mình, cũng bọc lại tạp blue. Những thứ này hắc sắc hải dương cấp tốc chảy xuôi, trong nháy mắt chạm đến những cái kia u ám cái bóng hỏa diễm. Suy suy suy, bóng người màu đen hỏa diễm thiêu đốt, bọc lại tần trần cùng tạp blue, cũng tương tự có u ám hỏa diễm bao phủ lại ma lệ. Tần trần hắc sắc hải dương cấp tốc bao khỏa đi qua, mỗi một phần hỏa diễm đều có đại dương màu đen bao khỏa. Tần Trần rất rõ ràng ưu thế của mình, âm dương dung hợp, cao duy thân thể, cùng với truyền thừa từ nghịch sát thần đế tiền bối biển chết chi lực. Nghịch sát thần đế tiền bối, chính là có thể đi theo vực sâu khuấy động cực lớn phong ba minh thần, cùng với diệt đạo chủ bực này cường giả giao phong kinh khủng tồn tại, là cao duy thần đế bên trong người nổi bật, hắn truyền thừa xuống sức mạnh, Tần Trần chỉ là không cách nào toàn bộ điều động trong đó uy năng mà thôi, thật là thật uy năng mạnh, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Ta, vậy mà một chút cũng không có cảm nhận được tổn thương tạp blue cảm thụ được thân thể của mình bốn phía đại dương màu đen đại dương kia giống như ấm áp nước ối bao quanh hắn nguyên bản để cho linh hồn hắn cùng nhục thân đều cảm nhận được tim đập nhanh ảnh hỏa càng là không cách nào mang đến cho hắn một chút xíu tổn thương cái này khiến hắn làm sao không kinh nhưng tại cái này đại dương màu đen phía dưới hắn càng là hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm tổn thương cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức tiền bối vẫn là đỉnh phong đại đế cảnh giới sao Tạp Lưu một mặt ngốc trệ, Tần Trần bày ra thực lực, đã vượt xa khỏi hắn nhận thức. Mà đổi thành một bên, Ma Lệ cũng bị cái này u ám ảnh hỏa gói ở nhục thân, hắn hâm mộ mắt nhìn Tần Trần thả ra đại dương màu đen, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động thể nội một tia thâm nguyên chi lực, lấy cái này hư giới tầng sức mạnh kết cấu hiện ra. Oanh, mông mông hắc ám ma khí quanh quẩn, cũng là chặn lại ảnh tộc tộc tổ công kích. Ân, cái này đại dương màu đen đến tột cùng là hà bí pháp. Còn có cái này hắc ám ma khí chi lực, có thể ngăn cản được ta ảnh hỏa. Ảnh tộc tộc tổ chấn kinh, hắn có thể cảm giác được, chính mình ảnh hỏa chi lực căn bản không đả thương được những thứ này đại dương màu đen, chính mình ảnh hỏa thiêu đốt sau khi đi lên, liền như là bị bỏng một khối băng lãnh màu đen đông lạnh lưu, căn bản là không có cách chôn vùi đến bên trong bản nguyên. Đây chính là thần đế cấp hỏa diễm A, ta cũng không tin, lực lượng của các người thật có thể ngăn cản được ta vô tận ảnh hỏa ăn mòn, lên. Ha ha, tần trần cười, biển chết, ra, ầm ầm nhiều như vậy, ảnh tộc tộc tổ ánh mắt bóng dưng trợn tròn, vốn cho rằng tần trần thi triển ra đại dương minh mông có hạn chế, không nghĩ tới càng là trùng trùng điệp điệp như thế, vô cùng vô tận. Suy suy suy, tại cái này vô tận màu đen hỏa diễm chi chung, đột nhiên xuất hiện từng cây màu đen u châm, những thứ này u châm trống rỗng xuất hiện, xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện ở tần trần trước người. Hưu, hết thảy 18 mai hắc châm, phân biệt phóng tới tần trần cùng ma lệ hai người. Hơn nữa mỗi một mai hắc châm còn có độc quỷ dị làm truyền lại, thẩm thấu tần trần cùng ma lệ thần thể, ăn mòn hai người ý thức. Ân, đại đạo độc tố, tần trần phát giác, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, đây là một loại có thể ô nhiễm đại đạo pháp tác bản nguyên độc tố, tựa hồ có thể ảnh hưởng thể nội pháp tác bản nguyên kết cấu, đối nó tiến hành trên kết cấu phá hủy. Dùng vực sâu kết cấu thử xem, cảm giác trong cơ thể mình có chút muốn sụp đổ pháp tác bản nguyên, tần trần bỗng dưng dẫn động trong cơ thể mình pháp tác kết cấu, diễn hóa ra vực sâu kết cấu bộ dáng. Một bên khác, ma lệ cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, xem như thâm uyên nhất tộc, xem như vũ trụ này hải giỏi nhất ô nhiễm cùng ăn mòn những lực lượng khác thâm uyên chi lực, cái này một tia bị độc tố ăn mòn đi ra ngoài tổn thương nhanh chóng bắt đầu bù đắp mà lên. 18 hắc châm từ bốn phương tám hướng oanh kích, tần trần cùng ma lệ ngạnh sinh sinh gặp chín cái hắc châm xuyên thấu, thân hình cũng không khỏi lảo đảo có chút chật vật, trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, chỉ là vết thương trong nháy mắt liền khép lại tại ta ảnh hỏa thiêu đốt phía dưới, lại chúng ta hắc châm độc tố, lại còn có thể chống đỡ được. Ảnh tộc tộc tổ quan sát đến cái màn này, đều nhanh mộng. Cái này, cái này thật chỉ là đỉnh phong đại đế. Phải biết cái này ảnh thiên thế giới, ảnh hỏa cùng pháp tác độc tố hắc châm, là hắn nhất là kinh điển tam đại thủ đoạn cùng tuyệt chiêu, coi như là bình thường thần đế cường giả, cũng đủ giao phong một chút, nhưng bây giờ, càng là không thể cầm xuống hai cái đỉnh phong đại đế. Liên chút thủ đoạn này, tần trần cười lạnh, tại vô tận hỏa diễm chi trung ngừng đầu, vô tận màu đen u hỏa chiếu dọi ra khuôn mặt của hắn, hướng về phía trước ảnh tộc tộc tổ, đột nhiên hóa chảo nhô ra. Oanh, một cỗ đáng sợ không gian xuyên thấu chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ảnh tộc tộc tổ lồng ngực. Cùng lúc đó,